Xin chào anh chị, thì hôm nay em về thêm được chiếc kính cơn ao mắt dáng mắt vuông, dáng nhỏ, dáng này là dáng mắt vuông anh chị nhé. Ao thì nó có hai dáng, một cái dáng như này, nó là dáng cổ điển, còn dáng này là dáng ao mắt vuông. Thì anh chị đặt kính ao mắt vuông thì vui lòng chụp ảnh màn hình gửi qua Zalo giúp em nhé, để em gửi cho nó chuẩn. Cái mẫu này thì ít mà hàng Malaysia. Anh chị nhìn là cái lớp mạ rất là đẹp. Chuôi màu ngà vàng. Gọng khác ao 1 phần 10 12kg. Mắt là mắt kính anh chị nhé. Thì anh chị đặt hàng thì vui lòng nhắn tin qua Zalo 0902277552 giúp em, để em hỗ trợ nhanh nhất. Đây là mẫu kính ao mắt vuông anh chị nhé, bên em ship toàn quốc, nhận hàng được kiểm tra trước khi thanh toán.